đã được các cha xứ thông báo, cái thông báo thông cáo do Đức Tổng Giuse đã gửi đến cho giáo phận, mà thông cáo Đức Tổng Giuse gửi đến cho chúng ta thì nó cũng xuất phát từ cái quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, đó là tháng 10 2019 là tháng truyền giáo ngoại lệ đặc biệt. Gọi là ngoại lệ đặc biệt vì hàng năm tháng 10 cũng có những công việc hướng về việc truyền giáo cách riêng là Chủ nhật thứ ba tháng 10. Nhưng lần này Đức Thánh Cha muốn chúng ta làm cái việc truyền giáo này suốt cả tháng một cách đặc biệt, là vì Ngài muốn ghi nhớ lại một cái biến cố khác cách đây 100 năm. Vào năm 1919, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, Ngài đã ra một cái tông thư nói về cái sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh cho đến tất cả mọi người. Và vì cái nội dung cái thông thư đó rất là có giá trị ngay cả cho đến bây giờ, thì Đức Thánh Cha muốn tất cả chúng ta hãy nhìn vào đó để mà có thể thực hiện truyền giáo theo đúng với tinh thần phúc âm. Và Đức Thánh Cha còn gợi ý là để chúng ta có thể kỷ niệm cái biến cố này thì có nhiều việc để làm. Nhưng một trong những cái việc mà nó gần gũi với chúng ta là cái việc mà chúng ta đang làm bây giờ đây, đó là việc suy niệm, học hỏi, cầu nguyện với các thánh truyền giáo tử đạo, mà tất cả các thánh Việt Nam thì đều là tử đạo và là truyền giáo cách riêng Thánh Phêrô Lê Tùy. Và Thánh Phêrô Lê Tùy mà chúng ta kính nhớ hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy được một cái nền tảng của việc đạo đức của Ngài ngay trong ba bài đọc mà chúng ta vừa nghe rất là rõ ràng. Bài đọc thứ nhất nói về cái câu chuyện ông già Eleazar. Ông ấy được người ta rất là kính trọng, không ai muốn hãm hại, nhưng lệnh nhà vua là phải trảm quyết các người theo đạo Đức Kitô, mà người ta không muốn giết ông vì ông là tốt lành. Cho nên người ta nói thôi, theo lệnh của vua là chúng ta phải thờ vị hoàng đế, chúng ta phải tôn trọng luật pháp, mà trong đó thì có cái điều đạo Do Thái thời bấy giờ không được phép làm là ăn thịt heo, vì coi như con heo là con vật dơ bẩn, mình ăn vào thì cũng bị ô uế. Đó là cái hồi xưa. Thì người ta bảo thôi ông cứ làm bộ ông ăn, nhưng mà ông không ăn, ông chỉ làm ra vẻ là ông ăn, và như thế là đủ để cho chúng tôi tha cho ông. Thì Eleazar nói không, tôi đến từng tuổi này rồi mà tôi còn làm bộ cái gì nữa, tôi còn sống được bao lâu nữa mà bám víu vào cái cuộc đời này mà tôi làm như vậy, thì cái giới trẻ nó còn kính trọng gì nữa, giới trẻ nó còn ham muốn gì nữa. Cho nên ông dứt khoát là không có chịu ăn thịt heo, mặc dù chỉ là ăn bề ngoài, và ông đã bị trảm quyết. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời của Thánh Phêrô Lê Tùy, cả mấy ngàn năm sau cũng lại một cái trò đó lại diễn ra. Vì Thánh Phêrô Lê Tùy cũng bị bắt, mà vì Ngài tốt lành lắm, Ngài hiền lành lắm, Ngài vui vẻ lắm, Ngài phục vụ lắm, ai cũng quý mến Ngài hết.
Chỉ có cái tội Ngài là đạo trưởng, là linh mục, mà lệnh của vua Minh Mạng thì phải trảm quyết. Mà người ta không nỡ, cho nên người ta nói với Ngài, thôi, vì ông cũng biết là nghề thầy lang, ông cũng đi đây đi đó, ông cứ khai ra là ông là thầy lang đi bốc thuốc, và vì vậy ông bị bắt. Mà Thánh Phêrô Lê Tùy nói, tôi không thể nói cái điều mà tôi không có. Tôi là linh mục thì tôi chỉ nói là linh mục, mà tôi không có đi bốc thuốc thì tôi không nhận là đi bốc thuốc. Vì vậy cho nên Ngài đã bị xử trảm. Chúng ta nói một chút về Thánh Lê Tùy. Ngài là con người tốt lành. Ngài chịu chết năm 60 tuổi, mà cuộc đời của Ngài lúc nào người ta cũng thấy những cái nhân đức rất là nổi bật. Cho nên không phải đừng như chúng ta tưởng, thôi cứ sống bê bối để tới phút chót rồi thì cố gắng mà xưng đạo Chúa ra chặt đầu một cái rồi nên thánh, không có đâu. Để có thể tới tuổi 60 mà còn lướt thắng những cám dỗ của thế gian, thì ngay khi từ còn nhỏ đã phải được dạy dỗ, đã phải huấn luyện, đã phải được thực tập những điều đó, là vì người ta thấy rằng ngay từ còn nhỏ Thánh Phêrô Lê Tùy rất là đạo đức, rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Chúng ta thấy đó là những cái nhân đức rất cần cho một người về sau mà đi rao giảng, cho một người về sau làm chứng tá và chấp nhận đi theo Chúa cho đến chết, thì ngay từ đầu cũng đã được chuẩn bị. Khi Ngài làm linh mục thì vẫn vậy, vẫn có người đó hiền hòa, nhiệt thành, vui tánh, cho đến mức độ đức giáo mục của Ngài nói rằng không ai là không hài lòng với là cha Tùy. Và đến năm 1833, trong cái dịp mà Ngài đi sức dầu cho bệnh nhân, thì Ngài đã bị bắt. Trước hết thì người ta nhốt Ngài ở Nghệ An, và nơi đó cũng vậy, người ta không nỡ xử ác với Ngài. Người ta tha thiết nói với Ngài đừng có nhận là linh mục, nhưng mà Ngài cũng không chịu. Suốt cái thời gian bị tù đó thì Ngài luôn luôn vui vẻ, hồn nhiên, can đảm, làm cho rất là nhiều người phải thán phục. Người ta không biết đạo, người ta không biết cái giáo lý, nhưng mà vì cái nếp sống của Ngài mà đem ra người ta yêu mến đạo của chúng ta. Rồi thì Ngài được đưa về đây, bị án trong 3 tháng, nhiều lần cám dỗ, nhưng rồi cuối cùng thì chúng ta biết đến ngày 11 tháng 10 năm 1833 thì tôi xin lỗi, không phải là đưa về đây mà đưa tù ở Nghệ An, thì Ngài đã bị đưa đi trảm quyết. Và ngay cho đến phút chót lúc đã 60 tuổi thì người ta vẫn thấy cũng là một con người đó, xưa nay như lời những chứng nhân đã nói, ngay cả vua quan quân lính cũng nói, xưa nay chưa thấy ai bị đem đi xử mà lại can đảm như thế. Ra đến pháp trường thì Ngài quỳ xuống cầu nguyện, và sau khi Ngài cầu nguyện xong rồi, Ngài nói với Lý Hình, tôi đã sẵn sàng, và người ta đã chặt đầu Ngài. Thưa anh chị em, đấy chỉ là một vài nét. Tôi vẫn luôn luôn hãnh diện về các thánh tử đạo Việt Nam, là dường như không có cái lịch sử nào mà có những vị thánh trước hết đông đúc,
là vì ngoài 117 vị được phong thánh, một vị á thánh, chúng ta biết là hồ sơ còn đến cả hàng ngàn đang nằm ở bên Roma. Và ngoài những người mà được nhắc đến biết bao nhiêu người, mà ở đây chúng ta có những người cũng là nằm trong cái gia đình, gia tộc của mình. Và đặc biệt là các thánh Việt Nam, chúng ta biết rất rõ về cái lịch sử của từng vị. Đó là cái điều không dễ mà xảy ra cho các nơi khác. Ở đây người ta biết gia đình, biết anh chị em, biết cái nếp sống, biết ở tù, biết các cái hết. Và thậm chí có những vị thánh chết buổi sáng thì buổi chiều đã có bản báo cáo gửi về Roma. Đó là trường hợp của Chân Phước An Rê Phú Yên. Vừa chết thì cha Alexander Roth đã lập biên bản và gửi đi ngay. Cho nên có thể nói nó rất chính xác. Chúng ta rất là may mắn có những vị thánh như vậy. Đấy, tôi lấy ví dụ một ngày nào đó theo thánh ý của Chúa thì chúng ta cũng có một vị nữa là Đức Hồng Y Francisco Xavier Văn Thuận, thì thiếu gì người chúng ta biết quá rõ, gần gũi chúng ta lắm. Tôi cũng xin phép được chia sẻ một chút cái niềm vui sâu xa của tôi trong cái dịp hội nghị của các giám mục vừa rồi, thì cũng nhắc tới những cái chuyện này là vì chúng ta có hai vị cũng đã trình lên tòa thánh khá lâu, nhưng mà vì chết lâu quá cho nên đi tìm những cái chứng cớ nó kia nó hơi khó, là Đức cha Lambert de la Motte và Đức cha François Baluy là hai vị giám quản tông tòa đầu tiên của Việt Nam và là đứng sáng lập ra hội dòng Mến Thánh Giá cách đây 350 năm. Nhưng mà tôi thú thật, chắc là từ nay tôi nằm ngủ chắc tôi thấy chim bao nhiều lắm. Là vì ngoài hai, ba cái vị đó thì hội đồng giám mục đã nhắc đến và tôi được phép nói, vì đó là chuyện công khai, được đăng ở trên báo, là cũng bắt đầu lập hồ sơ cho Đức cha Joan Cassen, là một vị qua đời cách đây 47 năm. Và tôi biết vị đó khi Ngài còn sống từ năm 1949 cho đến khi Ngài qua đời 1973. Và từ khi tôi làm cha xứ thì tôi liên tục đến viếng mộ Ngài từ năm 1973-75 cho đến giờ phút này, để nói với anh chị em tất cả chúng ta đều có ơn gọi nên thánh. Chúng ta phải tin cái điều đó. Chúa đã ban thánh thần, Chúa đã ban mình máu thánh Ngài, Chúa đã ban chúng ta bí tích hòa giải, Chúa đã ban cho chúng ta bí tích rửa tội, Chúa đã ban cho chúng ta hội thánh. Chúng ta có tất cả các cái điều kiện để nên thánh. Và chúng ta thấy chỉ cần sống thẳng thắn, đừng nói láo, đừng nói gian, đừng nói dối, đừng cáo oan, như thánh Phêrô Lê Tùy là một trong những cái điều kiện để nên thánh. Chúng ta không cần phải được phong, chúng ta chỉ cần được về hưởng nhan Chúa. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được gọi để về hưởng nhan Thánh Chúa. Thôi tuyên kính một thiên